Vâng, mình chào các bạn. Hôm nay bọn sẽ đi vượng lại xuống thăm vườn của anh Tiến ở Hoài Đức. Tham quan cái vườn của anh xem. Cái này được phết đấy nhỉ. Xanh này 5 thân. Cái xanh 5 thân này đẹp. Được tuổi tác, màu da nó cũng sáng sủa. Đang sửa cháy phải chê, mặc dù lá rất nhiều. Có cây lâm thân lại đẹp thế đấy ông ạ. Là điểm nhà sửa cháy cẩn thận ghê thật. Đây cũng lại một con lâm thân. Ôi, con này cốt nghe xịn sò đấy. Đấy, cái này anh Tài anh đắp cho này. Tài cũng quay, Tài cũng có số đây. Chắc có số nhưng mà xem xin số. Một số những con cũng khá tiềm năng. Nói lâm điền thì cứ phải khô khô cây một chút, gầy gầy một tí thì khi đến lúc làm cây xong nó sẽ đẹp là vừa. Yên tâm không sợ bị béo. Nói những cây này cũng tương đối khô, thân pháp gầy gầy nhỏ nhỏ, đuôi phóng ra là vừa. Đấy, con này cũng khá khô. Già này. Con này đẹp ghê đấy, nên anh ăn view ghê thật. Không ngờ con này nó lên ảnh ấy đẹp thế này. Nó đẹp hơn ở ngoài thực tế các bạn ạ. Đấy, con này nó lên rất ăn này. Tức là nó có cái dáng bắt bóng được, bắt được cái dáng cây. Quá tiềm năng, được. Mặt cái bên này các bạn, về đường chạy thân pháp cũng quá ok, có nét, có đường. Mà cây thì cũng rất là khô cây. Thực sự đây là một cái phôi tiềm năng cho anh em. Thực sự con này là rất có cái thần thái các bạn ạ.
Ngập cái phôi đẹp cái ngắm nó sướng hẳn các bạn nhé. Có cái để soi, có cái để nhìn, nhiều cái để cho khán giả xem. Một cây rất có dáng, thần thái. Đấy, nó phải có những cái nét như thế này này, sau làm cây này mới sẽ đẹp. Có cái để đất để diện này, có cái để xem, để nhìn. Đấy, một con quyền nhai ôm trước chỗ quạt. Con này thì mịn rồi, đẹp. Đi chơi được rồi này. Nói chung cái vườn này phôi chất lượng đấy. Kìa, ông già ngắm cái con kia đẹp. Ngắm chưa? Đấy à. Được đấy. Đấy, con này có cái chân bệ được. À, thần thạc trong cũng khớ đấy chứ nhỉ, gấu đấy. Vén ra nhìn cũng được, cũng có độ lu, độ chùn. Chân cũng đang gảy đá. Lâu rồi ông vào lâu chưa? Ông vào được 2 năm rồi. Cái ký hiệu chết tiền. Hôm nay khá là đẹp nhưng mà nó đang che nhiều quá. Nhìn ở trong cũng được này. Thần pháp cũng già, cũng chùn. Được cái màu cũng đẹp. Cái đấy ngày xưa có anh xử bác hả? Cái này có phải cây xây nằm móng nhỉ? Đúng không? Ừ. Cây xanh lá móng. Đấy, cho các bạn xem xanh lá móng đấy. Lá móng được cái nó tươi, nó phẳng. Như đặc biệt đặc sản của lá móng đây này, dễ dây đặc các bạn ạ, dễ buông rất dây nhiều nhé, mà nó cứ nhỏ. Dễ là nhỉ, buông dây đặc luôn. Nếu như các bạn mà không lọc bớt ra thì nó phát triển dễ kinh điển luôn. Không có thân, thân bé nhưng phải chịu khó lọc, xử lý những cái nào cần để thì mới để thôi, thì nó mới giữ được thân phát. Xong rồi lúc hoàn thiện cây rồi thì mới giữ lại thì mới thành công. Đây một cây xanh lá móng nữa đây. Con này lại nhiều tiền hơn cả. Con này giờ đang chắc đang đọc cao nhất vườn. Đọc nhất vườn cái này. Cái này thì nó mịn hơn, nó cái có cái đường tay kia nó cũng quăng ghê đấy. Mình mua ở dưới An Khánh. Con này là mua đã 700 rồi. Vâng. À. Mua lâu rồi. Ừ. Giờ chắc phải tầm 1,5 tỷ. Tầm tiền tỏi đúng không? Cái này là nhất vườn. Nhất vườn. Tiền. Chúng là chú lúc chú có tiền nan này. À, thì cũng thắng tiền nan. Cơ hội chuyển sang cây quá nhàn tênh đúng không? Được, con ông mấy chục tỏi tiền nan. Ô thế kìa. Ô thế thì vào cây thoải mái thọ nào. Nhưng cái cây này phải nó mặt tiền bên này mới đẹp này, mua 300 mấy. Đây đẹp.
Lúc mua cái này là 500. Và bọn Sai Linh Vượng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.